Hàng loạt vụ khám xét khởi tố các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội từ sau Tết Nguyên đán tới nay đang khiến các chủ phương tiện gặp khó khăn. Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày hôm nay, tại Hà Nội chỉ còn 11 trong tổng số 31 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động. Tình trạng ùn tắc đăng kiểm đang tái diễn trở lại nghiêm trọng. Chỉ còn 11 trung tâm đăng kiểm hoạt động, cung không đủ cầu, bắt buộc chủ phương tiện phải đi đến các trung tâm đăng kiểm lúc trời còn tối. Nếu mà mình đi muộn thì phải mất cả ngày. Bởi vì ai họ cũng đi sớm thế này thì là ngày ra mình mà đến muộn thì phải xếp hàng dài, phải đợi. Có, nhưng nói chung là mình phải thu xếp cái công việc để mình đi cho làm sao nó phù hợp. Nhiều lúc cũng mất thời gian. Dù 11 trung tâm đăng kiểm còn lại ứng dụng đăng ký qua app để giảm thiểu thời gian chờ đợi của chủ xe. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông nên không thể đáp ứng và bắt buộc các chủ xe phải chờ đợi. Có nhiều người đợi hết cả buổi vẫn chưa đến lượt mình. Đến thời điểm này, phía Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn chưa thể có giải pháp để ứng phó với việc thiếu dây chuyền kiểm định. Cục Đăng kiểm đã đề xuất giảm bớt nhân sự ở mỗi dây chuyền, rút ngắn thời gian thi tuyển đăng kiểm viên hoặc cho phép các trung tâm đang tạm đóng cửa hoạt động lại. Tuy nhiên, đang phải mất thời gian chờ sự thống nhất giữa các bộ ngành mới có thể triển khai. Theo nhiều chuyên gia giao thông, đăng kiểm là lĩnh vực chuyên ngành, không thể vì hoàn cảnh mà giảm thiểu quy trình. Các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm thống nhất quan điểm để có thể tái hoạt động lại những cơ sở đang tạm dừng. Là phải khôi phục ngay các cái trạm đăng kiểm tốt để mà chúng ta trang bị máy móc, rồi là tăng thêm người có năng lực. Những người làm đăng kiểm phải là kỹ sư, phải những người có kỹ thuật tốt. Như vậy đến thời điểm này, Hà Nội chỉ còn 11 trung tâm đăng kiểm hoạt động và thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 10 trung tâm đăng kiểm với 93 đăng kiểm viên làm việc. Việc thiếu hụt các dây chuyền kiểm định được Cục Đăng kiểm dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 3 này, tức là đến khi có giải pháp vận hành lại những dây chuyền kiểm định đang tạm dừng để đáp ứng nhu cầu của các chủ phương tiện. Thưa quý vị, dự thảo thông tư mới quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quan xây dựng soạn thảo và lấy ý kiến đơn vị có liên quan cũng như ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp. Việc sửa các quy định này được coi là một bước cải tiến đáng kể nhằm đáp ứng mục tiêu chuẩn hóa và thống nhất quy định kiểm tra phù hợp với các cam kết quốc tế. Theo đó, thông tư mới sẽ thay thế các thông tư trước đây của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và bổ sung hướng dẫn về kiểm tra xuất xứ hàng hóa của Hiệp định RCEP. Trong đó, rất nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phù hợp với thực tiễn và khắc phục được vướng mắc hiện tại. Điển hình như quy định về hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, dự thảo cho phép doanh nghiệp nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan từ bản gốc, bản chính thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp CO được cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc được cấp trên trang thông tin điện tử theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, người khai hải quan không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ. Về thời điểm nộp được sửa đổi theo hướng kéo dài thời hạn được nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, đối với hàng hóa áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt, dự thảo cho phép thời hạn nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ là 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội và sơ kết 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai trò to lớn của việc xây dựng môi trường văn hóa, góp phần đẩy mạnh và phát huy các giá trị văn hóa quân sự. Ngày 12 tháng 5 năm 1992, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 143 về thực hiện cuộc vận động. Cuộc vận động đã thúc đẩy các phong trào thi đua của quân đội, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao là nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong quân đội, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 30 năm thực hiện, cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội đã khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân, sự nỗ lực vào cuộc phối hợp hiệu quả từ các tổ chức cá nhân cả trong và ngoài quân đội là cơ sở lý luận thực tiễn sâu sắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo. Hôm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chương trình Tháng 3 Biên giới năm 2023 tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi, chương trình nhằm chia sẻ khó khăn, kết nối quân và dân vùng biên giới. Tháng 3 biên giới năm nay được thiết kế với tinh thần Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc, nhằm tuyên truyền giáo dục cho hội viên thanh niên về truyền thống vẻ vang của đoàn, hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đoàn viên, hội viên thanh niên địa phương sẽ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống, lịch sử của cột mốc đường biên giới, các di tích lịch sử cách mạng tại các khu vực biên giới. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện tự hào truyền thống bộ đội biên phòng, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong khuôn khổ lễ ra quân hôm nay, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cũng được tổ chức. Chương trình tháng 3 biên giới năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 tại các xã biên giới trên toàn quốc. Trong đó, chương trình cấp trung ương được tổ chức tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị, Kiên Giang. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp tục đà giảm từ quý 4 năm ngoái cho đến hết quý 1, thậm chí là đến quý 2 của năm nay. Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế và cả lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp kinh tế tháng 2 vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Và trước bối cảnh này, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo để tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp ngay trong tháng 3 này. Trong tháng 2, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh giảm hơn 5% so với tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 2,5% so với cùng kỳ. Tháng này cũng có hơn 11.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Con số này tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Những chỉ số trên cho thấy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã đặt lại vấn đề về việc thực hiện tiếp chương trình kích cầu nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi kịp đến với doanh nghiệp. Chúng ta phải quyết liệt trả lời cho được là thành phố có làm kích cầu nữa hay không. Câu này đã nêu lên 3 năm rồi, vẫn không có hướng ra. Và điều này nó rất là khó, chúng ta đã có kinh nghiệm 20 năm. Kiểm toán cũng đã nói chúng ta có một vài cái hạn chế, cũng không có đề nghị là cái này sai phạm hay là vi phạm gì hết. Để đề xuất là thường trực ủy ban có cái điều hành và trả lời có hay không, giải pháp gì là thay thế. Chương trình kích cầu có làm không? Làm, và chúng ta làm chậm, tới giờ này chúng ta chưa triển khai được. Là chúng ta còn đang chần chừ cái chương trình vốn giảm nghèo và việc làm á, và kích cầu á, là gì chúng ta đưa vào trong dự thảo thay nghị quyết 54. Thì nếu như nghị quyết này thông qua thì các cái kích cầu về y tế nè, giáo dục nè, hay là khoa học công nghệ hay khởi nghiệp gì lúc đó chúng ta quy định thì chúng ta sẽ thực hiện được. Và lần này chúng ta làm nhưng làm có trọng tâm trọng điểm, không tràn lan anh chị. Tại cuộc họp này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở ngành cần tập trung giải quyết cơ bản các vướng mắc mà doanh nghiệp đã đặt ra tại những buổi họp trước đó. Trong tuần này, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến và yêu cầu từng sở ngành tập trung xử lý vấn đề của mình trong tháng 3. Vấn đề nào cần thời gian dài thì lên lộ trình giải quyết. Đối với lĩnh vực bất động sản, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tập trung cao để gỡ khó cho thị trường, bởi đây là lĩnh vực có sự lan tỏa rất lớn với các ngành kinh tế khác. Cái công tác rà soát thì chúng tôi thống kê được, thì đối với Sở Tài nguyên Môi trường thì có 24 dự án và có 15 nhóm vấn đề. Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư thì có 11 dự án và có 4 vướng mắc. Và Sở Quy hoạch Kiến trúc thì có 10 dự án liên quan đến một cái nhóm vướng mắc. Đối với Sở Xây dựng thì có 8 dự án và có 6 cái nhóm vướng mắc. Cuối cùng là Sở Giao thông thì có 1 cái dự án và có 1 cái nhóm vướng mắc. Ở những cái vướng mắc này đó thì cần sự phối hợp của các sở ngành và cụ thể là có cái thời hạn giải quyết cụ thể của từng sở ngành. Các chuyên gia nhận định thành phố Hồ Chí Minh cần tìm kiếm các dư địa để tập trung phát triển, giữ đà tăng trưởng để không suy giảm quá nhiều so với mục tiêu từ 8 đến 8,5% năm nay đã đề ra. Nếu không, khó khăn sẽ chồng chất trong năm sau. Chính vì thế, ngoài tập trung các giải pháp cụ thể cho bất động sản, 4 ngành công nghiệp trọng điểm, 9 ngành dịch vụ chủ yếu, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ sớm công bố chiến lược phát triển du lịch và xem đây là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế.